mình lại tiếp tục một cái công cuộc hành trình đi tìm và mua máy cho một ông em con nhà chú. Đấy, là anh em chúng tôi đang có mặt tại một cái địa điểm là Sơn Tây để ngó một con Dosan DX55WA đời 2010. Này là hàng dân dùng rồi các bạn ạ. Đấy, phần này tôi đang test thử xem là cái phần chân chạy rồi số má như thế nào. Sau khi đã kiểm tra thử viết các thứ vài vòng rồi thì bây giờ là đang tiến hành xúc xiết thử một chút xíu các bạn ạ. Đi mua một con máy dân cũng khá là vất vả và cũng rất là khó khăn để mình có thể lựa được cho mình một những cái dòng máy ưng ý và ngon lành. Tìm kiếm máy rất là nhiều. Đấy. Để săn được một con máy ưng ý, một con máy đẹp thì cũng phải mất rất là nhiều công sức và thời gian thì mới tìm được các bạn. Không phải dễ dàng gì tìm được một con máy ưng ý theo cái ý của mình. Đấy. Nói chung là được cái này thì mất cái kia, không phải lúc nào nó cũng hoàn thiện cả. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ chờ bác Tài, bác cái xúc xong cái xe này rồi lên test thử vài vòng nữa, nếu mà ok ngon lành thì giá cả vừa phải thì có thể lấy cho thằng cu em đang đậu ở cửa kia, và nếu như mà mình không thích thì có thể là lại đi tìm máy khác, thì lúc đó lại tiếp tục một cái hành trình mới để đi tìm. Hôm nay thì chúng tôi đã đi khoảng đâu đó 160 cây mới tìm được một con máy này các bạn ạ. Một cái hành trình khá là xa xôi và vất vả. Video mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video về cái hành trình đi mua máy của mình nhé.